Sau thông tin người mẫu Ngọc Trinh chia tay mối tình 7 năm với đại gia, thì công chúng vẫn chưa hết thắc mắc, cuối cùng thì vị đại gia đó là ai? Thì lại thêm một nguồn tin úp mở không kém phần hấp dẫn rằng nữ hoàng nội y đã có một bạn trai mới. Và trên trang cá nhân của mình thì Ngọc Trinh thường xuyên đăng tải những bức ảnh nắm tay hay là chụp từ phía sau người bạn trai. Một số thông tin cho biết là người đàn ông của chủ nhân phòng eo 56 chính là tỷ phú Hoàng Kiều. Và tuy chưa được người trong cuộc xác nhận, nhưng lai lịch và tài sản của vị tỷ phú này khiến cho nhiều người phải choáng ngợp. Tỷ phú Hoàng Kiều sinh năm 1944 tại làng Bích Khê ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Năm 1975, Hoàng Kiều đã cùng gia đình di cư sang Los Angeles của Mỹ và sống tại đây đến bây giờ. Ông Hoàng Kiều là một tỷ phú tự thân với lĩnh vực kinh doanh chính là dược phẩm. Tính đến tháng 3 năm 2016, tỷ phú Hoàng Kiều là người Việt có tài sản lớn nhất được thống kê bởi Forbes. Theo đó, thì ông Hoàng Kiều hiện sở hữu khối tài sản lên tới hơn 3,7 tỷ đô la Mỹ. Năm 2015, ông Hoàng Kiều lần đầu tiên lọt vào top 500 người giàu nhất thế giới, khi xếp ở vị trí thứ 453. Ông cũng được cho là tỷ phú có tốc độ tăng giá trị tài sản hàng đầu thế giới. Trước khi trở thành tỷ phú, Hoàng Kiều đã nổi tiếng tại Việt Nam khi đưa cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2008 đến Nha Trang. Sau đó, ông thất bại với việc đưa cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 về tổ chức ở Tiền Giang. Ngày hôm nay thì phóng viên của Chào Buổi Tối đã liên lạc với Ngọc Trinh và cô đã không giấu được cảm xúc hạnh phúc của mình bên người mới. Tuy nhiên thì cô xin phép là chưa thể tiết lộ công khai danh tính của người yêu vì hai người thì cũng mới chỉ bắt đầu. Nhưng khi được hỏi người yêu mới thì có phải là tỷ phú Hoàng Kiều hay không thì Ngọc Trinh chỉ nói rằng là đúng là người đó hơn tuổi của Ngọc Trinh và đó cũng chính là tiêu chí mà cô chọn người yêu. Và khi ở cạnh một người đàn ông lớn tuổi hơn thì cô cảm thấy an toàn và được che chở và cô hứa thì sẽ sớm công khai danh tính của người yêu trong thời gian sớm nhất. Vâng, và trước khi được biết đến với tư cách là bạn trai tin đồn của người đẹp Ngọc Trinh, thì tỷ phú Hoàng Kiều cũng khá là nổi tiếng ở tại Việt Nam do có nhiều hoạt động liên quan đến các người đẹp. Tuy nhiên không nhiều dự án của ông tại Việt Nam thành công, mà thay vào đó thì tỷ phú người Mỹ ra đi khi để lại nhiều dự án dang dở. Những người biết rõ nhất về đại gia Hoàng Kiều không ai khác là những người dân Tiền Giang. Khi mà năm 2009, người dân nơi đây xôn xao với thông tin cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 sẽ được tỷ phú này đưa về tổ chức tại tỉnh nhà. Để mua cho bằng được đất nhằm thực hiện dự án, ông Kiều đã đẩy giá mua lên 400 triệu một công, tức là khoảng 1.000 m2, rồi 800 triệu và cuối cùng là 1,5 tỷ đồng. Khi mà người dân vùng sông nước Tiền Giang đang háo hức chờ đợi được tận mắt chứng kiến những người đẹp khắp Nam Châu mặc bikini bơi trên sông Tiền, thì tỷ phú Hoàng Kiều bất ngờ tuyên bố việc tổ chức thi Hoa hậu ở đâu là do cơ quan quản lý quyết định. Ngoài dự án Hoa hậu dở dang, tỷ phú sinh năm 1944 còn được biết đến với sự bê bối trong vụ thâu tóm công ty cổ phần du lịch Tiền Giang. Đặc biệt, đại gia này từng bị tỉnh Tiền Giang phạt 35 triệu đồng vì xây dựng trái phép. Sau tất cả những vụ việc lùm xùm trên, người ta không còn thấy đại gia Hoàng Kiều xuất hiện thường xuyên ở Việt Nam nữa.